thấy xe mô tô đi đâu vậy? Siêu thị. Siêu thị hả? Wow, đi ra giờ phòng đi hả Bim? Bạn Bin trang trí cho dán mắt môi mũi miệng cho Tuyết nha.
kẹt xong rồi nha, cái này của người tiếp không pin đâu rồi. Không có bài mà. Còn bỏ lắp ráp mình này, cho em về mẹ chúc mình lắp ráp nha. Nó mất thời gian lắm. Rồi. Cháu vui. Xong chưa? Cháu vui. Ủa hả? Một pin.